Chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Quang Huy, mã số sinh viên là 16151172. Sau đây là bài tập số 6. Bài tập vi xử lý của thầy Nguyễn Văn Hiệp. Bài tập 6 có thiết kế phần cứng và phần mềm cho bài biến sản phẩm. Có 3 nút nhấn up, down, start. Nhấn up, down dùng hiệu chỉnh giá trị đặt số đếm tối đa cho mặt đếm sản phẩm, giá trị đặt mặt định bằng 20. Giá trị đặt nằm trong khoảng 20-30. Khi nhấn nút start mặt đếm sản phẩm mới bắt đầu hoạt động. Khi sản phẩm đạt bằng số đạt trước thì ngưng đếm và hiển thị thông báo trên LCD. Thế là phần cứng của chương trình. Đây là con BX16FF887. Đây là LCD. Đây là các nối chân với bọt D, bọt E, chân chân VDD là nối với dương, VNS nối với đất. Đây là bọt đếm tạo xung, và đây là up down và start. Sau chương trình với chương trình thì đây là độ trễ là khoảng 200 ms, output LCD là output chân D, CRS, WE là chân E0, E1, E2, khai báo thư viện LCD library. Thư viện được mượn trong sách giáo trình. Sau đó là clear 0 0 0 1, chân up up nối với chân B0, down chân B1 và start nối chân B2. Mã LCD là từ 0 đến 9. Khai báo biến là SB sản phẩm, GTD là giá trị đặt, nhấn bằng 0, chương trình con, hiển thị giá trị đặt, LCD comment 8, 0 x 8D, tức là hiển thị hàng chục, LCD giá trị đặt chia 10, giá trị đặt phần trăm 10 là hàng chục hàng đơn vị của giá trị đạt. Đây là hiển thị sản phẩm của dòng 2, 0 nhân CD hàng FB chia 10 là hàng chục, FB phần trăm 10 là hàng đơn vị. Đây là chương trình nhấn start, nhấn start độ trễ 10 ms, nhấn start bằng nhấn bằng 1 thì set timer 0 sẽ bắt đầu chạy. Đây là đây là chương trình chính. Set check D là nó ra D00, check B là 0 nhân FF là vào, bọt B Foolish True, Setup Summer 0, LCD Setup, LCD Common 0 x 80, dữ liệu là đặt giá trị là ở dòng 1, LCD Common 0 x C0 là dòng 2, hiển thị là số sản phẩm, giá trị đặt là 20, hiển thị giá trị đặt. Vòng lặp while true là hiển thị sản phẩm. Ấn up thì độ trễ 10 ms. Khi nhấn up giá trị đặt bé hơn 30 thì giá trị đặt sẽ tăng dần lên và hiển thị giá trị đặt. Còn nếu ấn down
Down khi đặt đến 20 thì giá trị đặt sẽ giảm dần của đơn vị và hiển thị giá trị đặt khi nhấn 1. Nếu như nhấn 1 sản phẩm bằng Get Tham 0 hiển thị sản phẩm, nếu không thì ấn Check Start. Còn nếu như sản phẩm bằng giá trị đặt thì sẽ chạy chương trình, thì khi đó LCD sẽ hiển thị đủ số lượng ở dòng 1, hiển thị dòng 2 là đóng gói với độ trễ là 500 giây. Comment clear sẽ xóa sạch độ trễ 500 giây. Và chạy thử phần cứng. À, giá trị đặt 20, số sản phẩm là 0. Là anh đếm, đếm không được, up cũng được và down cũng được. Nếu muốn ấn đếm thì phải ấn start thì mới bắt đầu đếm lên đếm xuống được. Up là tăng, là giá trị 1. Down sẽ giảm 1. Còn khi ấn đếm từ nó chạy từ 0 tăng dần, khi mà đến 22 thì LCD sẽ hiển thị. Khi đến 22 LCD sẽ hiển thị đủ số lượng. Dòng 1 là đủ số lượng, dòng 2 là đóng gói. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem video của mình.